Theo báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển và Tổ chức Du lịch Thế giới, lượng khách quốc tế trong năm 2020 đã giảm 73% so với mức trước đại dịch. Ước tính dịch COVID-19 đã gây thiệt hại lên tới 2.400 tỷ đô la Mỹ cho ngành du lịch và các ngành liên quan. Báo cáo cũng đưa ra 3 kịch bản cho năm 2021 với lượng khách du lịch quốc tế được dự báo sẽ giảm từ 63 cho tới 75% so với mức trước đại dịch. Sự sụt giảm GDP một lần nữa khá nghiêm trọng. Theo kịch bản bi quan, mức thiệt hại vào năm 2021 là khoảng 2.400 tỷ đô la Mỹ. Trong kịch bản lạc quan hơn thì mức thiệt hại là 1.800 tỷ đô la Mỹ. Nếu tình hình khả quan nhất thì mức thiệt hại vào khoảng 1.700 tỷ đô la Mỹ. Theo Liên Hợp Quốc, du lịch quốc tế bị ngưng trệ đã đe dọa đến sinh kế của nhiều người dân, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Báo cáo nhận định tiêm chủng và giấy chứng nhận an toàn với COVID-19 là chìa khóa để khôi phục niềm tin của người dân và hồi sinh ngành du lịch. Việc triển khai tiêm chủng ở châu Âu khá hiệu quả khi chúng ta so sánh với các khu vực khác. Chúng ta chắc chắn sẽ thấy du lịch nội địa phục hồi trước tiên. Chúng ta đã thấy sự gia tăng nhu cầu du lịch nội địa gần như ở mức của năm 2019. Và tất nhiên, đây là một thách thức lớn đối với các quốc gia phụ thuộc vào du lịch quốc tế. Almost at the levels of